Bạn đã cần một chiếc xe đạp để phục vụ di chuyển, rèn luyện thể thao hay món quà ý nghĩa dành tặng cho người thân, hay đơn giản bạn là một dân chơi xe đạp chính hiệu? Hãy đến với Tâm Đức Cycles, chuyên phân phối sỉ và lẻ các dòng xe đạp thể thao chính hãng trên toàn quốc. Với các sản phẩm chính hãng, đa dạng mức giá, kiểu loại, màu sắc, chúng tôi thực hiện giao hàng và ráp tại nhà trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, gửi COD trên toàn quốc. Với tôn chỉ kinh doanh nhanh, tốt, thuận tiện, Tâm Đức Cycles luôn nỗ lực mang đến sự hài lòng cho từng quý khách. Hàng chục ngàn khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Truy cập ngay shopxetot.com để chọn lựa và đặt hàng nhanh chóng. Chân dung doanh nghiệp Việt thi công dự án trị giá 80 triệu đô la Mỹ phục vụ World Cup 2022. Đại Dũng cũng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên cung cấp thiết bị và thi công lắp ráp công trình cho giải bóng đá lớn nhất thế giới. Năm 2019, công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng hay kết cấu thép Đại Dũng đã trúng gói thầu thiết bị kết cấu thép trị giá 80 triệu đô la Mỹ cho hai sân vận động Lusail và Ras Abu tại Qatar. Hai sân vận động này sẽ là nơi diễn ra World Cup 2022. Theo quy trình, vào ngày 6 tháng 8 năm 2019, sản phẩm kết cấu thép chất lượng cao của Đại Dũng được chuyển đến Qatar. Tháng 11 năm 2019, Đại Dũng tiến hành lắp dựng sản phẩm kết cấu thép cho công trình sân vận động Lusail World Cup 2022. Tính đến nay, thì Đại Dũng cũng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên cung cấp thiết bị và thi công lắp ráp công trình cho giải bóng đá lớn nhất thế giới. Được thành lập từ năm 1995, qua 25 năm hình thành và phát triển, hiện nay Đại Dũng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nhà thép tiền chế, sản xuất kết cấu thép công nghệ cao, phục vụ các ngành xây dựng, công nghiệp mũi nhọn trọng điểm quốc gia. Các dự án mà doanh nghiệp này tham gia bao gồm giàn khoan dầu khí, nhà máy nhiệt điện, nhà máy lọc hóa dầu, sân vận động, sân bay, cầu, cảng, cột truyền tải điện, viễn thông, các công trình công nghiệp, siêu thị, nhà cao tầng, từ đơn giản cho đến phức tạp với các dòng sản phẩm tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn, siêu trường, siêu trọng. Khởi đầu từ xưởng sản xuất cơ khí Đại Dũng tọa lạc tại thị trấn An Lạc, Bình Chánh, trải qua nhiều lần thay đổi và mở rộng, đến nay Đại Dũng đã sở hữu nhà máy có diện tích 10 ha và có nhà xưởng sản xuất rộng tới 100.000 m². Các ngành nghề chính của công ty Đại Dũng bao gồm tư vấn và thiết kế cho khách hàng trong xây dựng công trình công nghiệp, sản xuất, thi công, lắp dựng nhà thép tiền chế, kết cấu thép xây dựng nhà xưởng cho các công trình dân dụng, công nghiệp và thương mại, sản xuất tất cả các sản phẩm kết cấu thép công nghệ cao, mạ kẽm nhúng nóng công nghệ cao, sản xuất cột truyền tải điện cao thế, cột thu phát sóng viễn thông, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, bến bãi. Hiện tại thì Đại Dũng có 8 nhà máy quy mô lớn, trong đó có 6 xưởng chuyên sản xuất kết cấu thép. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty lên đến 2.800 người với nhiều kỹ sư, công nhân được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật cũng như tay nghề. Hệ thống máy móc thì được trang bị hiện đại và áp dụng các phần mềm thiết kế tiên tiến nhất trên thế giới. Đại Dũng không chỉ cung cấp thi công khung thép, nhà máy, nhà xưởng cho nhiều nhà máy trong nước mà còn có các công trình ở Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Trung Quốc, Campuchia. Các sản phẩm kết cấu thép của Đại Dũng luôn đạt tiêu chuẩn quốc tế và đến nay đã xuất khẩu đi 40 quốc gia trên thế giới. Pha Lê, Nhịp Sống Việt, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.